Rồi và lai liền thôi nào cả nhà ơi, tiếp tục lên chương trình sale xả hàng cho các chị mình nha. Chị nào mình thích mẫu nào nhớ nhanh tay mình lên đơn hàng sớm luôn. Đầu tiên em sẽ lên luôn cho mình mẫu đầm này nha cả nhà. Hiện tại là em sẽ có cho mình là hai màu để mình lựa chọn nha. Em có hai màu cho mình lựa chọn luôn và sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn. Sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn với giá chỉ có 159k thôi. 159k một đầm thôi nha cả nhà. Ở đây em có màu trắng là DA1301 nè và màu đen là 1291 nha cả nhà. Rồi, vải này là vải thun Mỹ luôn, có co giãn cho mình luôn nha. Nhưng mà hai cái mẫu đầm này em đang lẻ size nha cả nhà. Màu đen là DA1291, em còn cho mình đó là size M với lại là size XL. Còn cái màu trắng kia nó có size M, XL với 2X luôn nha. Rồi hai mẫu này em sẽ đồng giá cho nhà mình luôn, chỉ còn phải là 159k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em, ngay bây giờ em chừa hàng luôn nha. Và các chị ơi, xuyên suốt trong live này sẽ có những cái mẫu mà em sale chỉ là 69k hay là 99k luôn, thì cứ từ từ mình theo dõi live ưng mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em. Em chào chị Quốc Thịnh, em chào cả nhà mình nha. 1291 là màu đen, 1301 là màu trắng nha cả nhà. Sale luôn 159, 159k thôi nha cả nhà, giá cực kỳ là rẻ luôn. Giá cực kỳ là rẻ cho cả nhà mình luôn nha. Rồi, ai lấy mẫu này các chị comment cho em luôn, mã số sản phẩm và kèm số điện thoại. Rồi xong chưa cả nhà ơi, chuẩn bị em lên thêm cho mình một sản phẩm tiếp theo nè. Chuẩn bị em lên thêm cho mình một sản phẩm tiếp theo nè. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn nha. 1291 màu đen, 1301 màu trắng, chốt với giá chỉ có là 159k. 159k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị đặt cho em luôn, làm mã hàng nè, với số điện thoại cho em luôn. Rồi bây giờ em lên mẫu tiếp theo cho nhà mình nha. Đây, cái chị nào màu trắng này cũng rất là xinh. Cái trắng này là nó có hàng nút nữa nha. Màu đen thì không có nút, màu trắng thì có nha. Em chia đằng sau nè. Bây giờ em qua mẫu khác. À, khoan đã, em lên mẫu này sale luôn cho mình 1242. Ôi, hết luôn rồi mẹ nhỏ. Hết hàng luôn rồi. Đây, mẫu này chắc chắn còn. Đầm này, zoom này có đủ size 69k mẫu zoom này nha. Zoom này em có đủ size, đem treo đằng sau này để em giới thiệu cho mình luôn. Mã zoom đó là em có 4 size ML, XL, 2X, nhưng mà có điều là cái form nó hơi nhỏ, nên các chị chỉ cần việc là tăng lên cho em 1 size hoặc 2 size là được nha cả nhà. Các chị ghi mã zoom đó là 1282, em sale cho mình chỉ có là 69k thôi nha. 69k mẫu zoom đó ha. Rồi, ai lấy mình lên đơn liền giùm em luôn. Zoom đó là 1282 nha cả nhà, vải von hai lớp và có túi hai bên luôn nha. Bây giờ em lên cho mình một cái mẫu đầm sơ mi. Một cái mẫu đầm sơ mi nha cả nhà. Vừa nãy em mặc là 1291 đó chị. 1291 là màu đen chị nha. Còn cái màu trắng bên này nè là 1301, hai mẫu sale đồng giá 159. Bây giờ em lên đầm sơ mi này nè cả nhà, em xả hàng luôn 139k thôi nha các chị. Các chị nào ưng mẫu này cứ lên đơn hàng cho em luôn. Mã này là 1300. 1300 này á, 2 size M, 1 size L, 3XL và em còn cho mình là 17 cái size 2X cuối cùng. Quá rẻ luôn, 139k cả nhà ơi. Tại vì tính ra thì hôm nay nó cũng còn ít à. Mặc dù đủ size nhưng mà ít ha. Em sale luôn 139k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn hàng cho em luôn. 1300 và kèm số điện thoại cho em nha. 1300 và kèm cho em số điện thoại, em chịu hàng chốt luôn với giá chỉ có là 139k mẫu đầm này. Rồi đầm này thì sẽ có dây khóa kéo đằng sau ha. Phong chuẩn đẹp luôn, có co giãn nhẹ cho mình ha, có túi. Đây có túi luôn nha cả nhà. Mẫu đầm này mà ai mình mua rồi mình biết, mà đầm này được trước các chị mua là 299. Hôm nay em chốt sale luôn cho mình chỉ còn có 139k xả hàng luôn nha. Size M còn 2 cái, size L còn 1 cái, 3 cái L và còn 17 cái 2X nữa là em hết hàng. 1300 và kèm số điện thoại luôn. Rồi ngày hôm nay em chốt sale luôn trên live này cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá là 139k. Chị Linh Lam ok em chốt 1300 cho chị luôn nha. Rồi à, cái mẫu này nè, em có một kiểu là tay ngắn và màu khác. Ở đây em có 1305, nhưng mà cái này thì nó còn size 2X nha cả nhà. Em xả hàng đồng giá luôn 139. Đây, màu nâu nha cả nhà ơi. Ở màu da nha. 1305, 1305 màu da nè. Còn 1300 là mẫu này nè.
hai màu cho mình lựa chọn luôn. Và em sale luôn ngày hôm nay là giá chỉ có là 139k. Chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng để dùm em ngay bây giờ để em trừ hàng trừ size luôn nha cả nhà ha. Vải lụa mango nha, và đầm này có túi cho mình, có túi cho mình luôn. Chị Yến Hoàng 1300 rồi, ok chị. Rồi các chị ơi, còn cái mẫu 1305 này á thì còn size 2X nha. 1305 này thì còn size 2X. Chị nào vừa mình lên đơn luôn nha. Giá em sale cho mình là 139k, 139k nè. 1300 sẽ trả lời chị Sim Hà rồi, ok chị luôn. Các chị ơi tranh thủ lên đơn nha. Màu da này là 1305, em sale cho mình là còn 139 luôn. Nói chung là cái form nó giống y chang mẫu này thôi, nó chỉ khác là cái này tay ngắn thôi và màu khác thôi nha cả nhà. Thì mã này là 1305. Nếu mà 2X thì các chị tầm khoảng là eo mình tầm khoảng là 84 hay 86 chữ xuống vừa đó. Giá em sale luôn cho mình chỉ còn có là 139k mẫu này nha. 139k. Chị nào mình đặt hàng comment thì dùm em. Còn đây là 1300 nha, chị Nguyễn Vân 1300 nè. Rồi, 1300 chị Trúc Thanh nè, chị Trúc Thạch nè. Đầm nào cũng có hết rồi, coi ủng hộ giáp cho em. Cảm ơn chị Quốc Thịnh nè. Rồi. Ok, 1300 chị Diễm Khanh, chị Diễm Khanh nè. Các chị ơi tranh thủ nha. Cái mẫu đầm này nghe nói đủ size vậy chứ nhưng thật ra là mỗi size nó chỉ còn có 1 2 cái, 3 cái gì thôi. Nhất là size M, size L, XL có vài cái nha cả nhà, còn lại tập trung chủ yếu là size 2X đó. Em sale cho mình luôn là 139, mã này là 1300 nha chị Thanh Ngô ơi. 1300 sale giá 139k. Rồi có cái màu nâu, màu da này là 1305 nhá. Màu da này 1305 cũng sale 139 luôn, đồng giá luôn cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng sẵn giùm em. Ngay bây giờ để em trừ hàng trừ size. Các chị ơi, zoom này mã là 1282 nè. Zoom này mã là 1282, em sale cho mình là chỉ có 69k thôi nha. 69k mẫu zoom này thôi, có túi hai bên, bên trong lót thun cotton nè, 69k, mã này là 1282. Đó, rồi bây giờ em qua mẫu khác nha. Rồi, 1300 chị Diễm Khanh Trân, ok chị nè. Rồi, các chị cứ comment cho em là mã hàng với số điện thoại nha, để em lên đơn hàng cho các chị mình luôn ạ. Mẫu đầm tiếp theo, em lên cho các chị mình là một cái mẫu đầm von nha. Đầm này là đủ size nè. 1306. DA1306 này cả nhà ơi. 1300 size M đó hả chị? Rồi chị Hải Yến ơi, để tại vì size M em còn có hai cái, nãy em thấy có hai chị đặt rồi á. Để nếu mà tí nữa mấy bạn kiểm tra lại coi còn sót cái nào không, mấy bạn chốt cho mình nha. Mình cứ comment thêm số điện thoại giúp em ạ. Rồi, DA1306. 1306 mẫu đầm này em còn cho mình là đủ size. Rồi ngày hôm nay em sale luôn 149 nha. Em chào chị Tha Phạm, chào cả nhà nha. Von này là von hàn mềm lắm các chị ơi, hai lớp luôn, có túi luôn nha. Cổ tròn và đây có đính cho mình một cái nút ngọc trai viền đá xung quanh khoét giọt nước nữa ha. Mã này là 1306, ngày hôm nay em sale luôn 149 thôi. Chị Hải đang 1282, ok chị, 69k một dung này thôi nha cả nhà. Đó, các chị tranh thủ lên đơn mình, có thể thì mình gộp đơn hàng giúp em càng tốt nha. Zoom này mã 1282 cả nhà ơi. Đó, em che đằng sau. Rồi, đầm em đang mặc là 1306, ngày hôm nay sẽ sale luôn trên live. Chỉ còn có giá là 149.000 đồng mẫu đầm này. 149.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Ai lấy mẫu này, các chị lên đơn hàng cho em mã với số điện thoại 1306, chị xin Thanh. Rồi, ok chị nè. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị lên đơn hàng sửng giùm em ngay bây giờ nha. Mã này là DA1306. 1300. Rồi chị Huế. Chị Huế này để em xem con 1300 XL còn không. Rồi ok, có thể tí nữa mấy bạn kiểm tra còn mấy bạn sẽ chốt hết. Các chị cứ đặt là mã với số điện thoại cho em nha cả nhà ha. Đầm này em xem 149. Đầm này em có một màu chị ơi. Với mẫu đầm này em sẽ có một màu duy nhất, không có màu khác nha. Em sale ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn là chỉ còn có 149k mẫu đầm này. 149k mẫu đầm này, mình ghi cho em mã này là DA1306 nha. 1306 kèm số điện thoại 149k. Chất vải này là von hàn, mềm, êm, mặc mát, dễ chịu, thoải mái luôn. Sale ngày hôm nay cho cả nhà mình nè, chỉ có giá là 149k mẫu đầm này. Các chị mình ưng ý mẫu này cứ lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Để em trừ hàng và trừ size liền trên live cho cả nhà mình luôn. Một màu thôi nha cả nhà ơi, 149k nha, 149k. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa nè. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và vào nhóm nha các chị. Mẫu tiếp theo, lên cho mình một cái mẫu đầm form chữ A đuôi cá nha. Đây, lên cho mình một mẫu đầm khác nè.
Chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em luôn. Cho em cái mã số với số điện thoại liền nha các chị ơi, mình chốt nhanh nha. Hôm nay em xả hàng và em qua mẫu rất là nhanh. Các chị mình để sẵn số điện thoại, mình ưng mẫu nào các chị đặt luôn nha. Tại vì với lại cái hàng hôm nay là hàng nó còn rất là ít đó các chị. Mẫu đầm tiếp theo đây là 1298. Ngày hôm nay em sale luôn, chỉ còn có giá là 139. Dung có cái mẫu họa tiết thổ cẩm nữa chị. Dung này mã 1281 nè chị. 1281 này em cũng sale 69k luôn. 1281 69k mẫu này nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em luôn 1281 và kèm số điện thoại. Giá em sale cho mình chỉ có là 69k thôi. 1281 và kèm số điện thoại cho em nha. Zoom này thì họa tiết thổ cẩm, cái thiết kế thì nó cũng giống như mẫu kia nha cả nhà. Rồi em chốt luôn cho mình 1281 chỉ có giá là 69k. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng cho em nha. 69k mã 1281. Nhưng mà nó còn có hai cái rồi cả nhà, nó còn có hai cái. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người form chữ A đuôi cá này, mã này là 1198. 1198 xạ hàng luôn, chỉ còn có giá là 139. 139k chị nào lấy đặt liền 1306 chị Huế ok chị nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào nhanh tay mình lên đơn liền giùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng luôn nha cả nhà. Mã đầm em đang mặc đây là DA1298. Ngày hôm nay em chốt sale luôn cho mình nha, 139k. Phải mềm, chất êm và mặc rất là mát luôn nha cả nhà. Rồi xong chưa các chị ơi, chuẩn bị em qua mẫu tiếp theo nè. Chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn cho em 1298 kèm số điện thoại 139k nha. 139k rồi tiếp tục xả hàng nhanh nè. Ở đây em có thêm cho mình một cái mẫu đầm chấm bi. Chất vải này là chất thun Mỹ nè. Rồi chờ em vài giây luôn nha. Qua mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo đây là 1261 nha cả nhà. Em chào chị Khánh An, em chào các chị mình mới vô ạ. Rồi mẫu tiếp theo đây các chị, các chị nhìn giùm em nè, nó co giãn rất là nhiều. Đầm này là vải thun Mỹ luôn nha cả nhà. Hiện tại đang mặc size M. Mẫu này chỉ còn sót kho lại đúng size M, nhưng mà được cái form đầm này dễ mặc nè. Thậm chí là 60kg trở xuống vẫn có thể mặc vừa. Đấy chị thấy không, em mặc là còn rộng rất là nhiều. Cái form này là form rộng, form suông. Nhưng mà chị nào thích ôm thì á, tầm 60kg mình mặc cái form này thì sẽ trở thành form ôm cho cả nhà mình nha. Mẫu này mà phối thêm cái dây đai vô cũng rất là sang. Đai thì không có kèm đầm nha cả nhà, cái này em phối thử thôi. Còn cái này nè, cái cài áo này em tặng kèm nè. Cái này nó có cái kim băng, mình tháo ra mình phối với đầm này đầm kia đều được nha. Mã này cái chị ghi cho em là 1261 nè. 1261 ngày hôm nay shop xả hàng luôn, 139 tặng kèm cài áo luôn. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em, rồi địa chỉ của ok chị Yến Hoàng nè. Mã đầm này các chị ghi cho em là DA1261. Sale luôn trên live với giá chỉ còn có là 139k. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này nha, để em chừa hàng và chừa size liền trên live cho cả nhà mình luôn. Cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt cho em nha. Mã này là 1261 nha cả nhà. 1261 nha. Sale luôn với giá chỉ có là 139k tặng kèm cài áo. Đầm này là mặc dù chỉ còn size M, nhưng đây các chị nhìn em cái form size M này nha. Tay áo nè, form áo nè, nó co giãn nhiều. Nên là tầm 40kg, tầm 57kg, thậm chí 60kg mình vẫn mặc vừa. Nếu 60kg mặc size M thì cái form nó kiểu như là form all body đó cả nhà ha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nha. DA1261 và kèm cho em điện thoại. Chốt luôn với giá 139k đầm này. Chị nào mình lấy đặt hàng cho em luôn, mã hàng nè, với điện thoại cho em nha. Mình nhớ là chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà, cũng như là chia sẻ vào các cái nhóm dùm em luôn nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi? Mình nhớ tranh thủ lên đơn hàng càng sớm càng tốt cho em nha. Mẫu tiếp theo để em lên cho mình ạ. Tiếp theo, chờ một chút xíu nha. Xả hàng toàn tập luôn cả nhà ơi. Hôm nay là còn cái gì là em xem lấy hết luôn nè. Rồi đây, lên cho mình cái mẫu này đi. Mẫu đầm này hôm nay cũng xả hàng luôn. Chấm mi vừa rồi mã là 1261 nha các chị. Các chị cứ lên đơn hàng cho em nha. Đợi em một chút xíu nha. Em qua thêm mẫu đầm tiếp theo. Đầm này của em là 1323 này cả nhà ơi.
Đầm này mặc đẹp lắm, tôi mua 199, cảm ơn chị Thoa Phạm. Đó, cái mẫu đầm này nè cả nhà. Hôm nay em xả hàng rồi, còn có tại vì còn có vài cái XM đó, 139k. Hôm nay cả nhà mình săn được cái giá quá rẻ luôn. Tranh thủ mình lên đơn liền nha. Chị Thoa Phạm là coi như khách ruột bên em á, mua đầm của shop cũng rất là nhiều á. Các chị nào mà mình lần đầu tiên đến với shop em cứ thử mua một lần xem ha. Mua làm quen ha, biết đâu cũng gắn bó với shop dài dài luôn nè. Đầm này của em nhá. Em hiện tại là em chỉ còn cho mình là size 13. Cho em kiểm tra lại nha, 1323. 1323 em còn cho mình là size XL nha cả nhà ơi. Cái này em còn một cái size L, em đang mặc cái size L nè. Để em nhập vô cho mình luôn. Rồi còn một cái size L, còn lại là em sẽ còn là size XL nha. Cái em đang mặc là cái size L cuối cùng luôn cả nhà. Rồi em sale luôn mẫu đầm này cho mình nha, 139. Cái này nó có nút để mình cài vô nha cả nhà. Em mặc nhanh thì em không có thời gian cài vô về. Cái chị cài vô vậy nè, cũng rất xinh cái nút nè. Nút ngọc ha. Rồi phần này tay lưới là phối von lưới mềm luôn, không có ngứa đâu. Đầm có túi hai bên nha, có túi hai bên. Cái thiết kế cổ bên em chút mắt là bên em sẽ làm cổ đắp chéo. Các chị mình thích kín hơn, cao hơn thì mình đính chị lại, còn không thì khỏi cũng được, tại vì cái form cơ bản này nó cũng vừa phải, không quá hở nha. Rồi đầm có túi hai bên nha cả nhà, có túi luôn. Rồi còn có là chủ yếu là size L với một cái size L, chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết. 139k mẫu đầm này thôi nha. 139k, các chị ghi mã này cho em là DA1323, 1323 và kèm trăm số điện thoại nha. 1323 kèm số điện thoại, sale luôn trên live chỉ còn là 139k. 139k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên live cho cả nhà mình luôn. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ mình lên đơn sớm nha cả nhà. Vải mềm nè, chất êm nè và mặt rất là mát luôn. Rồi còn ít à, em sale nhanh, giá chỉ có 139. Lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha, 1323. Rồi chị Hải Đăng nè, 1323 size XL nè, 139k nè. Hôm nay xả hàng toàn tập luôn, chị nào thích mẫu nào cứ lên đơn nhé. Đầm này 139 thôi cả nhà ơi. Rồi lên đơn nhanh nào cả nhà ơi, tiếp tục nha, em xả hàng thêm mẫu đầm khác. Bây giờ em sẽ lên một cái đầm ôm body đuôi cá, sale rẻ cho các chị mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm dùm em luôn nha cả nhà. Mẫu tiếp theo, mẫu tiếp theo đây cho mình, đây là 1320 nè. Một 1320 nha cả nhà ơi. 1261 rồi, ok chị Nguyễn Thi nha. Đầm em đang mặc đây là 1320 xả nhanh, 179 luôn, 179k luôn nha cả nhà. Đó, form ôm body đuôi cá. Ở đây em có cho mình đính ba cái bông hoa đính đá cho mình nè. Vải này nó có co giãn nha cả nhà ha, có co giãn nhẹ luôn, xuất sắc luôn. DA1320 nha. Em chốt sale luôn cho mình ngày hôm nay 179.000 đồng thôi. 179k mẫu đầm này, chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng luôn cho mình nè. 1320, 1320 và kèm số điện thoại 179. À để em kiểm lại coi nó còn size gì nha. Còn ba size cả nhà ơi, size L, size XL với lại size 2X. Nếu chị nào mà hết size M các chị tăng lên size L mặc vẫn được, không sao đâu cả nhà. Rồi, tại vì cái size M với cái form mẫu đầm này, size M, size L, cái form nó gần bằng nhau thôi. Rồi, đầm này của em nhá, 1320 em sale luôn cho mình 179k nhá. Đầm maxi có luôn, chị tí nữa em sẽ lên cho mình xem thử nha. Rồi. Chị nào mình lấy ra hàng sớm giùm em trừ hàng luôn. Giá ngày hôm nay nha, em chốt cho mình luôn nè. Chỉ có là 179k, mã này là 1320 kèm cho em số điện thoại luôn nhá. Một màu duy nhất thôi. Nay em sale xuống còn 179. 179k, mã này là 1320. Chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng trừ size nha cả nhà ơi. Form chuẩn đẹp cho các chị mình luôn và sẽ có co giãn nhẹ cho mình nha. 40kg đến tầm khoảng 65kg mặc vừa mẫu đầm này ạ. Đầm 75kg hả chị? 75kg có mẫu này nè, 75kg bao vừa luôn. Đây chị, mẫu đầm này 1331 nha. Đầm này coi giãn siêu nhiều luôn. 75 hoặc nhiều khi 77kg, 78kg mình mặc vẫn vừa. Mã này là 1331, em sẽ là 299, hàng mới nha cả nhà. Vải này là chất Ataxi kim tuyến nha, chất co giãn nhiều lắm, co giãn vô tư luôn. DA1331 nha, 299k.
À, nếu mà mình thích thì có gì nói em, tí nữa em mặc cho mình lên xem để mình xem tham khảo thử. Đầm này của em 1330, ngày hôm nay sale luôn cho mình là 179. 179k mẫu đầm này. Chị nào mình ưng ý mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn nha. DA 1330 và kèm 1320 và kèm cho em số điện thoại nha. 1320 kèm số điện thoại. Bây giờ để em lên đầm maxi nha. Em mặc lên đầm maxi cho các chị xem thử nha. Đây mẫu tiếp theo. Đợi em một chút xíu nha, em qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Chị nào đặt hàng comment cho em luôn mã số sản phẩm với số điện thoại liền cho em nha cả nhà. Mẫu tiếp theo em lên cho mình đây. 1338. 1338 đây cả nhà. DA 1338, đầm này em sẽ có cho mình là 4 size để cho mình lựa chọn luôn, ML, XL với lại là 2X. Các chị trong tầm từ 40kg, 65kg vừa, đây cũng là một trong những cái mẫu đầm mà phải nói là đi hàng với tốc độ chóng mặt luôn cả nhà. Mặc dù là mẫu đầm này shop may size số lượng lớn á, mà bây giờ cũng gần hết hàng rồi. 1338 và ngày hôm nay sale luôn trên live cho nhà mình với giá chỉ có là 299. 299.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này cứ chị cứ lên đơn hàng cho em luôn. Mã với số điện thoại liền nha cả nhà ha. Đây là DA 1338 nha. Vải của nó là lụa mango. Cái lụa mango này các chị mặc là bao mát luôn, mềm, êm mát rồi lại có co giãn cho mình nữa nha. Trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em là DA1338 và kèm số điện thoại. Sale luôn với giá chỉ có là 299. 299k mẫu đầm này nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em trừ hàng luôn. 1338 sale giá 299k. Từ 40kg nè đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn. Làm mã số sản phẩm nè và kèm trang số điện thoại để em trừ hàng trừ sai nha. 1338 kèm số điện thoại, nhanh tay lên nào cả nhà ơi. Xuất sắc luôn á cả nhà. Vải nè, form đầm nè, không chê vào đâu được, em bao cho mình luôn. Đẹp từng cái đường kim mỗi chị luôn nha cả nhà. DA 1338 kèm số điện thoại sale giá 299 rồi, em qua nhanh mẫu khác luôn. Em qua nhanh thêm cho mình một sản phẩm tiếp theo nè. Nay sẽ sale toàn tập luôn nha. Chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng cho em luôn. Rồi em lên cho mình đầm cổ vét nè. Lên đầm cho mình đầm caro cổ vét cho các chị mình nè. Mã đầm này là DA 1324 nha cả nhà. 1324 dạ hàng 139 luôn. 139k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn hàng thì dùm em ngay bây giờ nha. 139k. 1324. Rồi, đường sai nhưng mà sai 2X còn đúng một cái luôn cả nhà. Hồi chiều nay em like mấy chị hỏi mà em báo hết hả? Còn đúng một cái 2X, còn lại là xem M, size L và XL. Xả kho 139k. Rồi, chốt liền đi cả nhà ơi, tại vì còn ít nha. 139k luôn. 1334 đây, túi thiệt luôn. Nút nè, nguyên một dàn nút phía đằng trước cho các chị. Cổ vét luôn, cổ vét mà có 139k là chắc chắn không bao giờ mình mua được ở đâu. Một cái đầm cổ vét với giá 139 rồi. Ngày hôm nay shop sale chi ân không lợi nhuận nha cả nhà. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em nha. 1324 và kèm cho em số điện thoại luôn. Sale luôn với giá chỉ còn có là 149k. Còn chị nào mình 139k, chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này em chịu hàng luôn. Rồi cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt giúp em nha. Vải mềm, chất êm và mặc rất là mát. Phía đằng sau là dây khóa kéo nha cả nhà. 1324 xả kho 139k mẫu đầm này. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ để em chịu hàng chịu sai luôn nha. 1324 chốt sale luôn 139k. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg mình mặc vừa. Nhưng 2X chỉ còn đúng một cái. Đó, còn lại chủ yếu là còn size M, size L và size XL nha. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em ạ. 1324 ok chị hàng em lên đơn hàng cho chị luôn. Sale với giá chỉ có là 139 thôi. Ai lấy mẫu này các chị cứ lên đơn liền giùm em nha. Đúng rồi, like cái này là gì? Đâu phải 933 đúng không?
màu đen đúng không? Chính là màu đen. Cái này là gì em không biết nữa. Rồi các chị ơi lên mã cho em là D1 nha cả nhà. D1 kèm số điện thoại dùm em nha. D1 em nhập số lượng cho mình luôn. Mẫu này em còn một cái. Cái này là size M nè cả nhà. D1 nha. Rồi em xả hàng luôn nha. Tại vì còn một cái em chi ân thôi nên là mình nhớ chia sẻ like. Trời ơi đẹp quá à các chị ơi. Xuất sắc luôn. Cái mẫu đầm này được chị em bán rất rất chạy hàng. Bây giờ em còn đúng một cái em xả luôn nha. 139 thôi. Chị nào 139k thôi. Chị nào lấy đặt hàng cho em luôn. Mã này các chị ghi cho em là D1 kèm số điện thoại nha. D1 100 hơn 139 này, 139k. 139 là lỗ rồi cả nhà ơi. Rẻ hơn cái giá sản xuất của em rồi đó. Rất đẹp luôn nha, đỏ đô phải đẹp lắm. Rồi, chất tuyết mưa dày dặn mà mềm có túi luôn, có túi hai bên luôn nha cả nhà. D1 nha, 139k mã D1. Size M, đúng một cái cuối cùng. 1324 chị Trần Huyền, ok chị ạ. Rồi, đầm này chị nào lấy đặt hàng tính dùm em. Mã em đang mặc trên người nha. Mã em đang mặc đây là 1324 và giá ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình nè, 139 luôn. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em nha. DA1324 và kèm số điện thoại, phía trước có túi cho mình, có nút phía đằng trước cho mình luôn nha. Mã này là 1324, giá ngày hôm nay em chốt sale luôn, chỉ còn có giá 139k. Rồi còn chị nào, các chị mình lấy màu đỏ vừa nãy thì mình ghi cho em là D1. Cái D1 đó còn size M. Size M eo tầm khoảng là 72 chữ xuống hoặc là 70-74 chữ xuống mặc vừa nha cả nhà nha. Rồi, đầm em đang mặc 1324 sale 139k. 139k nha cả nhà. Bây giờ em lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Ai lấy mẫu nào các chị mình đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Mẫu tiếp theo lên luôn cho mình. Đây. Mẫu tiếp theo em lên cho mình là mẫu này. 1311. Đợi em một chút xíu nha. Em chào chị Phúc Lên, chào các chị mình mới vô ạ. Rồi đây các chị nhá, 1311. 1311 này là có cho mình là 4 size luôn nha. 4 size mà size M, size L em còn có 4 cái nha. Cái size kia cũng vậy, cũng còn ít à, mười mấy cái nữa là hết luôn. Đầm này á em sale luôn còn 139 luôn nha. Suông, nhưng mà các chị thấy mặc kiểu như phong chữ A là tại vì em cột eo đằng sau ấy. Rồi có túi hai bên nha. Cái dây này là dây rời, mình cột trước cột sau cũng được. Khoan để em cho mình xem form cơ bản của nó là form suông như thế này nè. Đó, form suông như thế này nha. Rồi mình cột eo vô, cột trước cột sau đều được nha. Dạ ship Long Khánh hả chị? Ship Long Khánh là 30 chị nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt cho em nha. Chị Vân Đặng 1324 cơ chị ơi. Cái đầm caro vừa nãy là 1324 nhưng mà 2X em còn có một cái à. Mình có, nãy em cũng thấy có chị khách đặt nên là nếu mà hết 2X mình đo giúp em vòng eo xem, nếu mà eo mình tầm khoảng là 78-79 thì mình có thể dời xuống size L được chị nha. Rồi mã này của em các chị ghi cho em là 1311 nè. Em chốt sale luôn cho mình nè, 139k nha. 139k mẫu đầm này. Cả nhà ơi đừng quên chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha. Mẫu em đang mặc trên người. Đây là DA. DA1311 nha. Xả hàng luôn 139 thôi ạ. Ok chị Hải đăng em lên đơn 1311 cho chị nè. Rồi còn có 4 size luôn, 4 size MLXL với 2X luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em nha. DA1311 kèm số điện thoại. À đây này các chị còn một màu nữa nè. Cái này là 1312. Mà cái 1312 này thì còn 2 size thôi. 1312 này em còn có à hai cái M nè, một cái size L với 10 cái size X à. Ủa 1312. Ủa rồi ok đúng rồi cả nhà. Hết hàng luôn rồi. Hai cái M, một cái size L và 10 cái 2X. Nhanh luôn cả nhà ơi. Sale luôn 139k. Có túi nha. Nói chung form y chang đầm này vậy đó. Có dây là dây rời, tháo ra cũng được luôn. 139k, mã này là
1312. 1312 họa tiết chim hạc nè. 1311 là họa tiết lá nè. Hai họa tiết cho các chị mình nha, và hai chiếc vải khác nhau. Đầm này của em là vải gân tâm, còn vải này vải satin nha. Rồi, đầm 23, hai đầm này em sale đồng giá 139. 139k, chị nào mình lấy mẫu này các chị cứ đặt hàng xứng giùm em. Ngay lúc này để em chừa hàng chừa size cho mình nha. Nhanh tay lên nào cả nhà ơi. 1312 là mẫu này. Còn em đang mặc là DA1311. Đồng giá sale luôn chỉ còn có là 139k. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em nha. Em trừ hàng trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Giá này ngày hôm nay coi như là giá xả hàng rồi các chị ơi, rất là rẻ rồi, 139k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng cho các chị mình luôn nha. Vải bao đẹp luôn á. Và cái form đầm này nó dễ mặc lắm, tại vì cái form suông mà cả nhà. Rồi có dây cột eo nữa thì mình tùy chỉnh được, mình có thể linh động, mình mặc được nhiều kiểu. Thích chữ A cột đằng sau, thích xòe cột đằng trước, thích suông là khỏi cột dây luôn. 139k thôi nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng nha. Rồi để em lên cho mình một cái mẫu đầm này cũng rất là xinh nè. Rồi em vài dây nha. Ai lấy mẫu nào các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn, là mã nè với điện thoại em chốt sale nha. Mẫu tiếp theo lên luôn cho mình đây là DA1334 nè. DA1334 mẫu đầm này. 1334 ngày hôm nay sẽ sale luôn cho mình nha cả nhà. 1334 ngày hôm nay em sẽ sale luôn chỉ còn có giá 259.000 đồng. 259.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Từ 40kg đến 65kg vừa. Cái form đầm chữ A đuôi cá này còn có kèm túi hai bên cho cả nhà mình nữa nha. Vải này là vải lụa mango nha cả nhà. Mềm êm mát nè. Chữ A đuôi cá nha cả nhà. 259k đầm em đang mặc trên người. Cái hoa này rất là dễ thương luôn. Và cái màu sắc thì không có kén ha. Da trắng nè, da ngâm mình mặc đều được. Ai lấy mẫu này mình cứ lên đơn hàng cho em luôn. Là DA1334 và kèm cho em điện thoại nha. 1334 và kèm điện thoại. Chốt đơn liền trên like này cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá là 259.000 đồng. 259.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ưng mẫu này các chị mình lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ để em chịu hàng nha. DA1334 và kèm cho em số điện thoại nha. 259k. 259k, 40kg đến tầm khoảng là 65kg vừa. Nhanh tay nha cả nhà ơi, cái mẫu đầm này hoa quá là xinh luôn nè các chị. Tính ra là cái mẫu đầm này là đi hàng hơi bị nhiều luôn rồi đó. Bây giờ mỗi size cũng còn ít. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chịu hàng luôn nhá. 1334. 1334 và kèm trăm xuyên thoại nào cả nhà ơi. 1334 và kèm xuyên thoại sale luôn giá là 259k. 259k mẫu đầm này. Nhanh tay nha cả nhà. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái đầm body này. Đang lên chương trình sale cực kỳ sốc luôn. Đợi em vài giây nha cả nhà. Chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng. Các chị muốn em mặc mẫu nào cứ mình cứ comment lên cho em nha. Rồi em sẽ mặc theo yêu cầu của các chị luôn. Đầm em đang mặc là 1334 sale với giá là 259k. 259k ưng mẫu này các chị cứ lên đơn hàng giùm em nha. Mẫu tiếp theo. Rồi lên chương trình sale sốc mẫu này luôn nha cả nhà. Chờ em một chút xíu ha. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng cho em luôn. Làm mã nè với điện thoại cho em ha. Mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo đây cả nhà ơi. 1345 mặc váy kẻ trắng hả chị? À nãy em có mặc cái đầm kẻ đen rồi nó khác màu á chị. Thôi được rồi, để tí nữa em sẽ mặc nhanh mẫu đó cho mình xem thử luôn nha. À, rồi. Tại nãy em mặc cái màu đen thì em mặc lúc đầu like rồi nhiều khi các chị vào trẻ chưa có kịp nhìn. À, lên cái hồng hả chị? Rồi ok chị luôn nha.
Các chị ơi, cổ độ này nè, các chị tùy chỉnh được. Ví dụ chị nào thích mà cổ sâu sâu thì mình chỉnh xuống cho em. Còn nếu mà chị nào thích cao thì mình lại chỉnh lên cho em nha cả nhà. Đầm này của em mã là 1345 nha, cổ độ ha. Rồi, vải nó có co giãn rất là nhiều. Cái phần này nó xếp ly che bụng rất là tốt luôn. Mình phối thêm một cái dây đai vô cũng rất là hợp. Đai thì em không kèm đầm nha cả nhà. Chị nào mình có đầm mình phối vô cũng được, còn không thì khỏi cũng được nha. Đầm này tại vì hiện tại đang mặc một bộ đồ bên trong nữa nên là hơi cộm xíu nha cả nhà. Rồi đầm em đang mặc mã này là DA1345, lên chương trình sale shop luôn 199 thôi. Bình thường mà các chị mua mẫu này là toàn là 299k trở lên. Ngày hôm nay riêng trong line này các chị được chốt là 199, được giảm ngay 100.000 đồng so với giá bình thường nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt hàng xứng dùm em 1345 và kèm trang sinh hỏa luôn. Lên đơn liền nha cả nhà ơi. 1345 em chốt sale với giá chỉ có là 199.000 đồng mẫu đầm này. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Em chịu hàng cho các chị mình luôn. 1345 nha cả nhà. Chốt luôn với giá chỉ có là 199k. Vì cái đầm này nó có co giãn nhiều nên thậm chí 2X là các chị tầm 70kg cũng mặc được. Nhưng mà em trừ hao ra là tính là các chị mặc vừa và mặc đẹp luôn ấy. Mặc đẹp á thì tầm khoảng là tầm 65kg trở xuống thì sẽ ok luôn nha cả nhà. Chứ thực sự là đầm này co giãn nhiều lắm. Rồi DA1345 em sale luôn trên line này là 199 nha. 199k, chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này để em trừ hàng luôn nha cả nhà. 1345 và kèm điện thoại sale giá 199. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai ưng mẫu này các chị cứ lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. 1345 và kèm số điện thoại cho em nha các chị. Tranh thủ mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt nè, để em lên đơn hàng cho các chị mình luôn. 1345 kèm số điện thoại, nhanh tay lên nào cả nhà ơi. Đừng đặt trễ quá nha các chị, đặt trễ hết hàng là hơi bị tiếc luôn đó. Mẫu đầm này là hôm nay là giảm giá một cái giá mức giá quá ưu đãi. 100.000 đồng bây giờ mà hết chương trình sale mình mua đầm này lại cũng là 299. Bây giờ đến shop em mua cũng 299k. Chỉ khi các chị lên đơn hàng ngay lúc này thôi thì mình sẽ được chốt với giá là 199k thôi nha. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em 1345 và kèm cho em số điện thoại nha. 1345 và kèm cho em số điện thoại, sale luôn trên line giá chỉ có 199.000 đồng. Rồi, nhanh tay mình lên đơn hàng liền dùm em ạ. Ok chị Ngọc Thu, em lên đơn hàng cho chị nè, 1345 nè. 1345, ok chị Khánh An, em lên đơn hàng cho chị, vải rất là đẹp nha. Và các chị nhìn cho em nè, nó có những cái phần chỉ ánh kim, nhưng mà nó sẽ không hề làm cho mình là bị ngứa ngáy, không hề làm cho mình bị khó chịu đâu nha. Cái chất này thì coi giãn rất là nhiều luôn á các chị. Rồi, chị nào mình lấy mẫu nào, các chị đặt hàng cho em luôn. Mã số sản phẩm nè, và kèm cho em số điện thoại nè, để em trừ hàng và trừ size. Lên đơn liền nha cả nhà ơi. Chuẩn bị em sẽ lên cái đầm màu trắng kia luôn nha các chị. Rồi, DA1345 em chốt sale luôn cho nhà mình chỉ có giá là 199. Chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn nha em, tại vì em đang mặc một cái bộ đồ nó hơi cộm thôi. Nó lên phong nó chưa có được đẹp thôi. Rồi. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn liền nha. Rồi, tôn dáng cực kỳ luôn á ở nhà. Và cái tông màu này là không hề kén tuổi rồi ha. Không hề kén da luôn ha. Giá sale là 199. 199 thôi cả nhà ơi. Em qua mẫu tiếp theo nha. Em mặc nhanh cho mình cái mẫu đầm kẻ sọc trắng luôn. Kẻ sọc trắng này thì là em có mặc màu đen rồi, nên màu trắng này em sẽ mặc nhanh tầm 1 phút thôi. Rồi em chuyển qua mẫu khác luôn nha. Màu trắng này á thì em còn cho mình là 3 size. Size M, size XL với lại size 2X. Mã này là 1301 nha cả nhà. 1345, ok chị Phúc Minh ạ. Rồi, đây em cột sơ sơ cho các chị xem trước nha. Thật ra đầm này là dây này mình không bắt buộc là mình phải cột đâu. Tại vì dây này dây rồi, tùy vào sở thích mỗi người thôi. Có chị thì thích cột, có chị thì không ha. Rồi, 1301, em sale luôn cho mình chỉ còn có 139 thôi nha. Cái đầm mẫu đầm này thì em còn 3 size, đó là size M nè, size XL nè và size 2X nha. Rồi, 1311, ok chị Mai Hoa. Mã đầm này các chị ghi cho em là 1301, em sale luôn cho mình là 179. 179k, chị nào mình lấy mẫu này thì mình cứ lên đơn hàng cho em luôn. Là mã số sản phẩm với số điện thoại cho em nha. 100
159 thôi, 159k. Vải thun Mỹ nha, nãy em có mặc cái màu đen. Đen thì còn có hai size à, đó là size M với size XL. Còn trắng thì nó còn 3 size. Trắng thì còn size M, XL với 2X nha. Chị nào thích màu nào mình cứ lên đơn. Màu đen là 1291, màu trắng là 1301. Sale đồng giá xuống còn 159 luôn. 159k. Rồi chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng xưởng giùm em. Ngay bây giờ để em trừ hàng và trừ size cho mình luôn nha. Cái vải này nó có co giãn nhiều cho mình nên là khi các chị mặc nó cũng thoải mái nữa cơ. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng xưởng giùm em. Ngay lúc này em trừ hàng lên nè. Nhanh tay nha cả nhà ơi. 1301 màu trắng nè, còn vừa nãy màu đen là 1291 nữa nha. Em chốt sale luôn cho mình ha. Chỉ còn có giá là 159. 159k giảm 1345 em sale 199. 1345 em sale 199k. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Lên đơn liền giùm em nào cả nhà ơi. Đây cái form rầm này là không cột. Không cột dây là cũng đã rất là xinh rồi. Form đầm chữ A nhá, mặt gọn người. Và ở đây nó có hàng nút nè, nó tạo cảm giác giúp cho mình là che đi đủ khuyết điểm cho mình cũng rất là tốt nha. Giá ngày hôm nay em sale cho mình luôn, chỉ có là 159 thôi. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền. 1345 thì 199k. Chị nào mình thích mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em nha. Mã này 1301, 1301 159 nha. Tiếp tục nè, em sale thêm cho mình một mẫu đầm à. Để em lên cho mình cái đầm ôm body đuôi cá này đi nè. Ngày hôm nay em lên chương trình sale luôn cho mình. Hiện tại là mẫu đầm này à, em còn cho mình hơi ít nha. Đây nè, em mặc cho mình xem thử nè. Có hai màu luôn. Hai mẫu này em sale đồng loạt xuống luôn. Rồi cả nhà đợi em vài giây nha. Màu à, màu xanh này là DA1270 nè. Màu xanh này là 1270 nè. Và em có cho mình cái màu vàng là 1269. Rồi hai mẫu này chỉ còn là XL với lại là 2X thôi cả nhà. Còn hai size cuối cùng luôn á, XL với 2X ngày hôm nay sẽ sale xuống còn có là 119 thôi nha. 119k thôi, chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em. Màu xanh là 1270. À màu xanh còn một cái size L nữa nè cả nhà. 1270 còn có size L. Còn cái màu vàng 1269 này là còn XL với 2X. 1301 size L hả chị? Em hết rồi chị ơi, nhưng mà mình giảm xuống size M mặc được. Tại vì cái vải đó là thun Mỹ nó có co giãn nhiều á chị. Nó có co giãn nhiều nên giảm xuống một size ok, không sao hết cho chị Trần Thị Tha nha. Rồi, màu vàng là 1269, màu xanh là 1270. Hai mẫu này em sale xuống luôn còn chỉ có 119k mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay lúc này để em trừ hàng và trừ size liền cho mình nha. 1270 màu xanh, 1269 màu vàng, 119k. 119k. Rồi tranh thủ nào cả nhà ơi. Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn nha cả nhà ha. Ai ưng mẫu nào các chị mình đặt hàng sớm giùm em trừ hàng nào. 119k quá là rẻ luôn. Hai size cuối cùng là size XL với lại size 2X. Hai size cuối cùng là XL với 2X nha cả nhà. Form rất là đẹp luôn. Ở đây em phối thêm cho mình ba cái nút ngọc cho ai nữa nha cả nhà ha. Màu vàng là 1269, màu xanh là 1270. Hai màu nào cũng xinh hết trơn. Xả hàng luôn có 119 cả nhà. 119k xéo này là không lấy lờ luôn á. Mình nhớ là chia sẻ like giùm em và mình đặt hàng ngay lúc này nha. Để em trừ hàng luôn. 119k, 1345 hả chị? À, sao mình đặt, chị đặt lúc nào chị ơi? Hôm nay em mới sale mà. Chị Trần Thị Phú ơi, hay là mình đặt bây giờ mà mấy bạn báo giá 299 lời chừng mình, tại vì mấy bạn chưa cập nhật giá thôi. Chị đặt lúc nào? Hôm nay em mới sale nha chị nha, mình thông cảm giúp em. Nếu mà các chị nào đặt trước đây thì tại vì nói chung ai cũng vậy, các chị đều là mua giá 299 hết. Riêng là ngày hôm nay em lên chương trình sale tương tác là có 199 cho các chị. Hết chương trình sale thì em vẫn tăng lại bình thường thôi ạ. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt liền. Màu xanh là 1270, màu vàng là 1269, sale giá 199k. Lên đơn liền giùm em ngày hôm nay nha. Đó các chị nè, cái mẫu đầm này bởi vậy hôm nay mình được giảm cả 100.000, mà chị nào mà mình không đặt ngày hôm nay là hơi bị tiếc luôn đó các chị ơi. Rồi ok chị Trần Thị Phú, để tí nữa mấy bạn kiểm tra đơn lại cho mình xem mẫu đó nha. Rồi chị cho em thêm số điện thoại đi chị ơi, để mấy bạn kiểm tra coi lúc mà mình đặt hàng đã lên chương trình sale chưa chị nha.
Tại khi á, mà mấy bạn á, khi mà chốt đơn cho mình, thường mấy bạn sẽ gửi lại cái thông tin đơn hàng qua mình phần tin nhắn để mình kiểm tra lại lần nữa xem là đã chốt đúng đúng mã, đúng giá, đúng size, đúng số điện thoại, đúng địa chỉ chưa. Đúng hết rồi, các chị ok lại dùm em để em gửi hàng đi á. Thì các chị kiểm tra dùm em nhé. 1345 hôm nay sale 199k cả nhà nhanh tay nha. Rồi. Đằng này các chị ghi cho em là 1270 nè, 1270 là màu xanh nè, 1269 màu vàng nè, sale 119 nha cả nhà. Không lấy lời luôn. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng sớm dùm em, ngay bây giờ em chuyển hàng luôn nha. Giờ em sẽ chuyển qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nữa nè. Rồi em một chút xíu ha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn mã hàng với số điện thoại cho em ạ. Rồi, lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Đây, 1318 nha cả nhà ơi. 1318 nè. Đầm này em sẽ có cho mình là hình như còn có 2 size, 3 size. 1318 3 size cả nhà ơi. Nhưng mà size L còn đúng 2 cái nha. Size L em còn 2 cái, còn lại là em còn XL với lại 2X. Rồi ngày hôm nay em sale luôn cho mình mẫu đầm này nha. Sale luôn cho mình mẫu đầm này nè, với giá chỉ còn có là 249.000 đồng. 249.000 đồng mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị mình cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ size nha, có 249k thôi cả nhà. Rất là rẻ luôn nha. Rồi chia sẻ lao giùm em và mình lên đơn hàng liền nha. Mã màu em đang mặc đây là DA1318 nè. Em có cái màu vàng nữa. Màu vàng cũng còn ít luôn. Rồi chờ em xíu nha, em kiểm tra lại coi 1317 bao nhiêu. Màu vàng là 1317 nha cả nhà. Còn XL2X. Màu vàng thì còn XL2X nha cả nhà. Đó, cổ giọt nước. Rồi em sale luôn cho mình nha. Giá chỉ có là 249k. Chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em, em chịu hẹn luôn nha cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp luôn nè. Có túi nha. Có túi cho mình nè. Có túi cho mình hai bên luôn nha. Vải này mặc rất là êm và mặc mát luôn. Màu vàng là 1317 và màu đen là 1318. Đồng giá luôn 249. 249.000 đồng mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị cứ lên đơn hàng liền dùm em. Ngay bây giờ để em trừ hàng luôn nha cả nhà. Vải rất là đẹp luôn. Rồi chị mua shop này nhiều lắm rồi. Mặc rất đẹp. Em cảm ơn chị Trần Thị Phú rất là nhiều nha. Rồi cả nhà ơi tranh thủ lên đơn nha. Màu vàng 1317. Còn cái màu đen này của em là 1318. Em sale đồng giá luôn. Chỉ còn có giá là 249 nha. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Cố gắng mình lên đơn hàng ngay luôn nha cả nhà. Bây giờ em sẽ lên tiếp tục một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Chờ em một chút xíu nha. Em qua thêm một mẫu đầm khác. Ai lấy mẫu nào các chị nhanh tay nha cả nhà. Đây em có cho mình một cái mẫu đầm cổ vét nè. Màu cam đất. DA1350 nha cả nhà ha. DA1350 hiện tại là em đang có cho mình là 4 size. ML, XL với lại là 2X. Các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Ngày hôm nay em chốt sale luôn trên like này cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng. Vải đúng đẹp luôn cả nhà ơi. Vải này vải măng tô. Nó mát rồi à, mà nó không có nhanh. Mà cái mặt vải này nè, các chị nhìn ở bên ngoài thực tế nó sẽ có cái độ óng óng mờ mờ sang lắm luôn. Nay em sale cho mình luôn chỉ có giá là 299.000 đồng mẫu đầm này nha. Các chị ơi mình lên đơn hàng nhanh nha. Mã này là DA1350 và kèm trang sinh thoại luôn. 1350 và kèm trang sinh thoại em chốt sale ngày hôm nay cho cả nhà. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm này. Ưng ý mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Để em trừ hàng trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. 1350 nha cả nhà ơi. 1350 nha cổ vét. Nút này nút xịn luôn các chị ơi. Nút xịn sò luôn. Túi phía trước cho mình nè.
Đầm này em chốt sale luôn với giá chỉ có là 299.000 đồng. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha, để em trừ hàng trừ sale luôn. Mã này là DA1350 nha cả nhà. 1350 nha. Rồi, chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em, xong chưa cả nhà ơi? Cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt nha cả nhà. Chuẩn bị em lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. 1350, đầm này em chốt sale 299. 4 size luôn, ML là 2X. Những cái form đầm cổ vest rất là tiện. Các chị mình mặc đi làm được, mình mặc đi tiệc được, mình mặc đi chơi, đi đâu mà cũng được hết. Không kén tuổi luôn. Và màu sắc này là không kén da luôn, da trắng da ngâm mình mặc được nha cả nhà ha. Mã này là DA1350 em chốt sale luôn trên line. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng. Chị Linh Lam ok em chốt 1350 cho chị luôn nha. Còn chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chịu hàng chịu sai nè. 1350 kèm cho em số điện thoại, sale luôn trên line với giá chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em ngay bây giờ để em chừa hàng chừa xa nhé. 1350 kèm số điện thoại luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Chờ em một chút xíu nha các chị ha. Qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn liền nha cả nhà. Đây, có cho mình thêm mẫu đầm nhung, ôm body nhung nha. Đầm này em sale cho nhà mình luôn. DA1341 đây cả nhà. Một cái mẫu đầm ôm body nhung mới của bên em nha các chị ha. Rồi, ngày hôm nay em sale luôn mẫu đầm này cho cả nhà 199 thôi. 199k mẫu đầm này nha các chị. Mã này cả nhà cứ ghi cho em là DA1341 và kèm số điện thoại. Ở đây xếp ly nha các chị. Xếp ly che bụng nè, phải có co giãn trong mình nè. Mặc rất là mát luôn. Nay em sẽ sale luôn cho mình với giá chỉ có là 199. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chừa hàng chừa size luôn nha. Mã này là DA1341 nha. 1341, đầm xè có nhiều lắm chị ơi, tí nữa em sẽ lên tiếp cho mình nha. Ai ưng mẫu này cứ lên đơn hàng cho em luôn, DA1341 và kèm cho em số điện thoại luôn. Với giá ngày hôm nay em chốt cho mình chỉ còn có giá là 199. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em nha. 76kg thì lại không vừa rồi, tiếc quá chị Hải Nguyễn ơi. Mẫu đó thì tầm khoảng là 60-65kg trở xuống thôi chị nha. Rồi, 1341 và kèm số điện thoại xe 199 nào cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nha. Rồi, giá em chốt luôn 199k. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền. Với cái mẫu đầm này nè, vải nhung này nó co giãn nhiều ha. Co giãn thoải mái luôn. Các chị mặc êm, mềm và mặc rất là mát nha. Xếp ly nha, em mà mặc hơi rộng một xíu, các chị mặc vừa phong đẹp hơn em. Để em phối thêm một cái dây đai vô đi. Đây, phối thêm cái dây đai cho mình. Ở bên hông này nó xếp ly nha cả nhà nha. Rồi, DA1341 nha. Bình thường mình mua loại đầm này là 299 không đó. Ngày hôm nay em sale 199 à. Rồi, chị nào lấy đơn hàng sớm giùm em nha. Một trăm chín mươi chín k ha. Một trăm chín mươi chín k mẫu đầm này, mã 1341. Dạ rồi, ok chị Khánh An, em lên đơn hàng cho chị nha. Cái nhung này mặc mát lắm nha cả nhà. Nhiều chị hay hỏi em là nhung có bị nóng không em.
Nhưng mà không biết cái chị mua nhung ở đâu, chứ mà đến với shop em rồi ha, tất cả các nhung bên em nhập về đều là vải nhung cao cấp hết. Cái mặt vải bên trong này nè, nó mát rượi cả nhà, nó mát lạnh luôn á, mặc rất là thích luôn. Cái chất thì có co giãn nhiều nha cả nhà, chiều dọc chiều ngang đều là co giãn thoải mái luôn. Mã này các chị cứ ghi cho em là 1341 và kèm cho em số điện thoại nha, 1341 và kèm cho em số điện thoại. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn trên live này cho cả nhà, chỉ còn có giá là 199.000 đồng, 199.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em chuyển hàng chuyển size nào cả nhà ơi. DA1341 nha cả nhà, vải mặc rất là mát luôn, êm mềm thoải mái cho mình nè. 1341 rồi, chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng giùm em ngay bây giờ nha cả nhà ơi. Sale 199, bình thường bán là 299, nay sale chỉ còn 199k mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà mình nha. Vải này bao mềm luôn, mặc thoải mái cực kỳ á cả nhà, có co giãn nữa, có co giãn chiều dọc chiều ngang thoải mái luôn. Rồi nhiều khi là size 2X á, các chị tầm khoảng là 65 hay nhiều khi 67 kg mình mặc vẫn vừa nha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị cứ lên đơn hàng cho em nhé. Tiếp tục bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác đi ha. Đầm này cả nhà ghi cho em là 1341 và kèm cho em số điện thoại nha. Rồi em qua mẫu đầm tiếp theo. Đầm body. Lên thêm cho mình mẫu đầm body nha cả nhà. Đây. DA1332. À quên, em chưa mặc phong xòe. Nãy cái chị hỏi phong xòe mà quên. Chờ em đi chị nha. Em mặc xong đầm này lên phong xòe cho mình. Đây là DA1332. 1332 này là sẽ có 4 size luôn, ML, XL với lại 2X. Các chị trong tầm từ 40 kg đến 65 kg là vừa. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình với giá chỉ có là 299. Cái này là phải nói là bán rất rất chạy luôn cả nhà. Em có cả màu đỏ nữa. Vải của nó là vải phi tuyết. Phi tuyết là cũng chất vải mới nha cả nhà. Ở ngoài thực tế các chị nhìn á, nó sẽ có độ gợn sóng trên bề mặt vải nó cơ, và nó có cái độ ống ống mờ mờ ha, sang lắm. Màu đỏ đô là 1333. Rồi còn cho mình là size M, size L và size XL. Rồi các chị ơi, size L còn có 6 cái, size 2X nó size 2X còn có 4 cái cả nhà. Còn tiếp đến là màu đen, đen đủ size. Ok rồi, bây giờ chị nào lấy lên đơn liền nha. Đỏ thì còn có mấy cái thôi nha cả nhà. Màu đỏ là 1333, còn màu đen này là 1332. Rồi những cái màu trơn như vậy nè, không có bị kén tuổi nè và không bị kén da luôn. Các chị mặc, các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi mình mặc được hết, và mình dễ dàng phối phụ kiện ha, ví dụ cài áo, dây đai gì đó, túi xách giày dép gì đó, ok hết luôn cả nhà ơi. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền cho em nào. Màu đỏ là 1333 và màu đen là 1332 nha cả nhà ơi. 1299k. Chất vải phi tuyết này nè các chị, nó có co giãn luôn. Đây các chị nha, màu đỏ em treo đây cho mình xem luôn. Hai màu, màu nào cũng đẹp hết. Để em phối thêm cái dây đai vô cho mình xem tham khảo nè. Đai không kèm đầm nha cả nhà, cái này em phối thử thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn. À phía đằng sau nè, phía đằng sau khép cổ vuông cho mình nha. Phía sau khép cổ vuông nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn là mã hàng với số điện thoại nha. Giá ngày hôm nay em sale luôn cho mình chỉ còn có giá là 299. Màu đen là DA1332, còn màu đỏ là 1333. Sale với giá chỉ có là 299.000 đồng. Màu đỏ ít lắm chị ơi, thông cảm giúp em mặc một màu thôi nha. Cái màu đỏ này em gần hết hàng rồi. Cái màu đỏ này bây giờ là size XL hết nè. Size L còn có 6 cái, size hết em còn 4 cái. Còn với lại size M còn 14 cái thôi. Rồi, đây em ướm thử nha chị nha, khỏi mặc nhá. Đó, màu đỏ đô này cả nhà cũng rất là đẹp luôn. Em sale là 299k, hai mẫu này đồng giá luôn và đang nằm trong top bán chạy rồi. Cái chị nào mình thích nhớ lên đơn liền nha cả nhà. DA1333 là màu đỏ nè, 1332 là màu đen nè, sale với giá là 299. Từ 40 kg đến tầm 65 kg là vừa. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chừa hàng chừa size nhé. Rồi, xong chưa cả nhà ơi, chuẩn bị em lên thêm một mẫu đầm tiếp theo nè. 1332, ok chị Trần Thị Phú nha. Tiếp tục nè, em mặc thêm cho mình đầm, để em lên đầm phong xề đi ha. Em lên đầm phong xề cho các chị xem thử nè. Ai lấy mẫu nào các chị đặt trên luôn là mã hàng nè, và kèm cho em số điện thoại nè.
để em chừa hàng và chừa size cho mình nha cả nhà. Mẫu đầm tiếp theo ở đây em có là 1337 nè. DA1337 nè. Rồi, đầm này vải lụa mango nè, có túi hai bên. Đó. Tay lỡ cổ tròn nè. Mẫu đầm này em sẽ có 4 size cho mình lựa chọn nhé, ML, XL với lại là 2X. Các chị trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt hàng sớm giùm em luôn. Giá ngày hôm nay em sale cho mình luôn nha, 299k. 1332 chị Ngọc Lan, ok chị ạ. À. Rồi, mã đầm này các chị ghi cho em là DA1337 nha, sale 259 thôi, hôm nay em giảm giá xuống luôn. Đầm này hôm nay em giảm giá xuống luôn, còn 259 thôi. 4 size nha cả nhà, ML, XL với lại 2X nè. Các chị trong tầm từ 40kg đến tầm hoặc là 65kg vừa, form chuẩn đẹp luôn. 259k, mẫu đầm em đang mặc trên người. Vải này lụa mango, các chị mặc nó mát nè, êm nè. Có co giãn cho mình chiều dọc, chiều ngang nè. Từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em là DA1337 nha. Và kèm cho em số điện thoại, giá ngày hôm nay em chốt sale luôn cho mình, chỉ còn có giá là 299. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chừa hàng và chừa size liền trên live cho cả nhà mình nha. 1337 và kèm số điện thoại cho em nè. 1337 và kèm trang số điện thoại nè, sale luôn trên live chỉ còn có giá là 259.000 đồng, 259.000 đồng mẫu đầm này. Form đầm này á, nếu mà chị nào có bụng ha, cứ lấy mẫu này mặc cho em, các chị nó che hoàn toàn vòng bụng cho mình, che đi khuyết điểm rất là tốt ha, không có lo lộ bụng, mặc lên thì gọn người. Phần hạ eo bên em, hạ eo là ngang cùi chỏ tay nè, vừa phải dễ mặc cho các chị mình ha. Mình đo eo cũng vậy nha, mình đo chính xác vòng eo giúp em nha. Rồi, mẫu đầm em đang mặc, chị nào lấy cứ lên đơn hàng cho em nha. Mã này là DA1337, giá ngày hôm nay chốt luôn chỉ còn có là 259k. Lên đơn liền em chịu hàng nào cả nhà ơi. Rồi, và bây giờ thì em sẽ lên tiếp tục cho mình một cái mẫu đầm này nữa nha cả nhà. Trời ơi, một cái đầm cổ vét hôm nay em quyết định sẽ sale mẫu này cho cả nhà mình luôn. Em có đủ size luôn đó cả nhà, mà hôm nay em chốt luôn giá sốc nha. Chờ em một chút xíu nha cả nhà. Tại vì tính ra thì mẫu này em cũng còn ít thôi, nên là hôm nay em chơi lớn luôn, sale rẻ cho các chị. Ai thích mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em luôn, mã hàng với số điện thoại cho em liền, em chuyển hàng chị size nha. Rồi, chuẩn bị lên thêm một mẫu đầm tiếp theo. Mã này là 1299, một cái mẫu đầm cổ vét xịn sò luôn. Các chị ơi, cái đầm này mà các chị cầm lên á, cái mẫu đầm này các chị cầm lên các chị sẽ thấy nặng tay luôn. Vải này dày dặn mà mềm êm lắm nha. Xịn lắm luôn á. Đầm đen bao nhiêu đầm, đầm này đúng không chị, hay là đầm nào chị ơi? Đầm này của em với mã sản phẩm này là DA1299 nha, để em báo giá luôn. Em hôm nay là mình mua được cái giá rẻ nhất từ trước tới nay nha, em chưa báo giá cho mấy bạn chốt đơn nữa nè, giờ em sẽ báo luôn. 1299, nếu như đáng lẽ các chị mua hôm nay là 299 thì hôm nay em sẽ giảm xuống còn là 1299 này xuống còn là 249.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn nha cả nhà, xịn sò luôn. Rồi các chị mình ưng mẫu này cứ lên đơn liền dùm em nha. Dạ, đơn hàng từ 600.000 trở lên sẽ được miễn ship. Chị mình theo dõi còn mẫu nào ưng nữa không, mình gộp thêm một cái nữa chị ha. Rồi, đầm này của em sale luôn các chị. Trời ơi, hình như em sale hơi bị rẻ đó cả nhà ơi. Em thấy thật sự luôn, cái đầm này các chị cầm trên tay các chị sẽ thấy phải xịn lắm, dày dặn, đầm có túi và cổ vét đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi. Ngày hôm nay em sale chỉ có 249 thôi. Em tiết kê cái màu đen này lên hình, lúc thì nó bị tối o mà, lúc thì nó lại bị sáng quá như thế này đây. Đây các chị nhìn đỡ giúp em nha. Đó. Rồi. Tối nè, tối o luôn không thấy gì nè. Lại gần thì sáng quá chừng sáng luôn. Rồi các chị ơi, mình ghi cho em mã này là 1299, sale luôn 249 thôi. Nên em chơi lớn luôn, sale mẫu này giảm còn 249, tính ra tại vì còn ít à. Mỗi sam còn có vài cái cuối cùng, chị nào lấy đặt liền nha. 249k mã 1299 và kèm trang sinh họ luôn.
1299 kèm sinh hoạt chủ, những cái mẫu đồng cổ vest nè sang lắm mà mình mặc được nhiều dịp vô cùng, đi làm, đi tiệc, đi chơi, đi đâu mình mặc cũng được cái đồng cổ vest này, và em đảm bảo 100% không bao giờ lỗi thời nha cả nhà. Không bao giờ lỗi thời hết trơn á, cổ vest sang cực kỳ, không có kén tuổi nè. Đó, các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi đều mặc được đối với mẫu đầm này luôn. Các chị ghi mã này cho em là 1299 và kèm số điện thoại ngày hôm nay em sale là 259k. 259k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng liền giùm em. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ sai nhá. 1299 và kèm số điện thoại luôn nào cả nhà ơi, quá đẹp. Ở đây em cao 1m62. Em nào 47kg form để mặc là dài qua gối như thế này cho cả nhà mình đây. DA1299 và kèm cho em xin hỏi luôn. Sale giá là 259k. 249. 249k dạ, vải này là vải tuyết mưa chị. Cái chất này đúng xì luôn á. Em nhập về cho mình vải tuyết mưa này là vải loại 1 luôn. Nó dày dặn nhưng mà không bị cứng nha chị. Nó không bị cứng mà nó lại mềm nha, êm nha. Về độ co giãn thì vẫn có co giãn chứ không phải không đâu. Đây em test vải cho mình xem nè. Nó co giãn cỡ này nè. Đó, đủ để mình mặc thoải mái. Ok nè, chị Kim Cương 1299 em chốt cho chị nè. Giá sale 249k. Hôm nay sale rẻ quá chừng rẻ luôn á các chị. 1299 cho chị Thi. Chị Thi Chi Lê nè, 249k. Chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn hàng đi giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng luôn nha. 249k đầm em đang mặc trên người. Và trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg vừa. Cái mẫu đầm này size 2X là eo của mình tầm khoảng là 84 hay là eo của mình tầm khoảng là 86, chịu xuống mình mặc vừa luôn nha. Các chị mình lên đơn hàng cho em mã đầm này là DA1299 kèm số điện thoại chỉ có 249, một cái giá mà rẻ nhất từ trước tới nay luôn rồi cả nhà ơi. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chiều hàng nha. 1299 và kèm cho em số điện thoại nè, lên đơn liền nào cả nhà để em chốt sale luôn cho nhà mình nha. Rồi xong chưa các chị ơi, chuẩn bị em lên thêm một cái mẫu đồng khác nữa nè. Hôm nay là tại vì mẫu này còn ít với cái giá này chứ bình thường các chị thấy không? Đầm vest bên em các chị mua toàn là 299k trở lên không à. Không có giá 249 đâu. Không có giá 249 đâu cả nhà ơi. Tại vì đầm vest làm may nó sẽ tốn công thợ, tốn thời gian và kỹ thuật hơn. Và vải cũng phải sử dụng vải cho mình là vải cao cấp nữa, lên form, chuẩn form cho mình nữa. Các chị về, các chị nhận được hàng chắc chắn sẽ rất là thích cái mẫu này luôn. Có 249k ha, mà hàng rất là chất lượng. Em bao cho mình nè, em bao vải cho mình, em bao đường kim mũ chỉ cho mình luôn. Chất lượng nha cả nhà ơi, xịn lắm luôn, có 249 à, quá rẻ luôn. 1299 và kèm số điện thoại cho em ngay bây giờ để em lên đơn hàng cho mình nha. 249k. Tiếp tục nè, em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em là mã hàng với số điện thoại. Rồi, lên body, lên ôm body sẽ tà cho các chị mình nha. Mã tiếp theo 1322. Nha cả nhà ơi. 1322 giá ngày hôm nay. Giá ngày hôm nay em chốt sale luôn cho mình chỉ còn có giá là 179.000 đồng thôi. Ở đây em có cho mình là màu vàng nữa nha. Màu vàng là 1321 và màu nâu là 1322. Em sẽ có hai màu luôn và giá ngày hôm nay em sale là giá chỉ có 179 thôi. À, bữa nay bữa nay lên 53kg rồi, hôm trước mua size M bữa nay chật cả tủ hả chị. Rồi thôi vậy mình ráng mình giảm cân lại xíu hoặc là không thôi bây giờ mình mua mẫu mới size khác chị. Rồi đây các chị ơi, có những cái mẫu đầm này tính ra những cái mẫu co giãn này thì dễ mặc ha, tại vì mình lên ký mà không sợ chật nè. Vải này co giãn nhiều nè, lên bây giờ mình size M nhưng mà bình thường ví dụ chị nào mặc size L đi giảm xuống size M mặc vẫn ok, chất co giãn thoải mái luôn. Rồi ok chị Khánh An 1299. Rồi chị Thi Chi Lê 1299 chị nha. Chị Thi Chi Lê ơi, mã đầm màu đen vừa nãy là 1299. Rồi mã này của em 1322 màu nâu và màu vàng là 1321. Em tổng sẽ có hai màu cho mình lựa chọn và giá ngày hôm nay em sẽ sale cho mình là 179k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. 1321 màu vàng và 1322 là màu nâu, sale 179k. Còn chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ size luôn. Form chuẩn đẹp cho các chị mình ha.
từ 40 kg đến 65 kg vừa. Em chào chị Thu Minh Minh nè, em chào các chị mình nha. Rồi, đầm này của em các chị ghi mã là 1322 nhé, là màu nâu. Còn màu vàng này là 1321 và giá em sao đồng giá hết, còn có 179 nè các chị. Đẹp lắm luôn, vải này mặc mát chất ao quay. Cái phần eo này nó xoắn eo ở đây nè các chị, nó che bụng rất là tốt cho mình nha. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng cho em luôn mã với số điện thoại nào. Rồi, chốt liền trên line này với giá chỉ có 179 thôi nha các chị. Có 179k thôi à, quá rẻ luôn. Rồi để em lên thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa nha. À, có mẫu set nách. Có chị ơi, em có cái mẫu đầm này nè, mà nãy em mặc like mất tiêu rồi. Đây chị, cái mẫu đầm này là 1345 và em sale cho mình với giá là chỉ có 199 thôi chị nha. Hiện tại cái mẫu đầm này phải nói là lên sale rất là rẻ luôn. 1345 chỉ còn 199, chị nào ưng cứ lên đơn liền giùm em nha. Rồi em chào chị Yên Thương, em chào các chị mình mới vô nha. Rồi đó cả nhà ơi, mã đầm này là DA1345. Tí nữa đi, các chị tí nữa mình xem lại like sẽ thấy mẫu đầm này em mặc rồi và sale rẻ 199k. Về nhà các chị nhận được hàng sẽ thấy là phải nó xịn sò luôn, vải rất là đẹp, không hề ngứa nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác được chưa ạ? Đầm này các chị ghi là 1322, em sale cho mình là 179k nha. Chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng cho em là mã với số điện thoại. Tiếp tục nha, em qua mẫu đầm khác đây. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và vào nhóm nha cả nhà. Mẫu tiếp theo lên cho mình đây là đầm body nha cả nhà. Mẫu tiếp theo lên cho mình đầm body. Mã này là 1303. Rồi xả hàng luôn. Đầm này em xả hàng luôn nha cả nhà ơi. 1303. Ngày hôm nay mình được chốt luôn với giá có 179 thôi. Đủ size luôn. Đủ size luôn nha cả nhà, sale có 179 à. Vải này chất Ataxi kim tuyến. Cái vải này nó có co giãn rất là nhiều cho các chị mình luôn nha. 40kg đến tầm khoảng là 65kg bao vừa luôn. Em sale hôm nay cho mình là còn có 179. 179k, chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng để giùm em ngay bây giờ nha. Chất Ataxi kim tuyến nha cả nhà. Mã này là 1303. 1303 và kèm số điện thoại cho em nào. Rồi chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng cho em luôn nha. Em chốt sale ngay bây giờ với giá chỉ có là 179k. Còn chị nào mình ưng ý mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em lên đơn hàng luôn nha cả nhà. 1303, 179.000 đồng. Vải này thì nó có co giãn nhiều nên là tính ra cũng rất là dễ mặc luôn. Ưng mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em nha. 1303, 179k. Đầm này đặt đẹp lắm em. Em cảm ơn chị Thu Minh nè, chị Thu Minh có rồi nè. Và hôm nay các chị nào mình ưng mẫu này cứ yên tâm đặt hàng nha. Hôm nay lại mình còn được sale nữa cơ, còn có 179 thôi. Rồi, lên đơn liền giùm em ngay bây giờ để được chốt đơn với giá sale nha cả nhà. Bình thường đầm này mình mua là 299, ngày hôm nay mình được chốt luôn chỉ còn có là 179 thôi, 179k. Cái này mà phối thêm cái dây đai thì cũng hợp nè. Đây này em phối thử cho các chị xem. Phối thêm cái dây đai cho mình. Đó, rất là đẹp nha. Các chị ơi, mình đừng quên hôm nay em có cái mẫu dung này em đang sale là 69k thôi nha các chị. Cái giá này là lỗ luôn đó. Mình nhớ chỉ cần đơn giản là tăng size thôi, tại vì phóng hơi nhỏ thôi à, chứ không có gì hết. Còn vải em bao đẹp cho mình hai lớp luôn nè, từ cái lớp lót là cũng vải đẹp luôn. Rồi em sale 69k, mã dung này các chị ghi là 1282. 1282 giá 69k nha. Rồi đầm em đang mặc các chị ghi là 1303. 1303 sale giá 179 nha. 1303 sale giá 179k nè. Vải rất là đẹp nè, êm mềm mát co giãn nhiều cho mình nè. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Ưng mẫu nào các chị lên đơn liền giùm em ngay bây giờ nha cả nhà. Mẫu tiếp theo lên luôn cho mình mẫu đầm này. Đây, 1329. DA1329 đây cả nhà. Rồi em sẽ có cho mình là 4 size MLXL với lại là 2X nha. 1329. Rồi em sale luôn cho mình mẫu này nè, xuống còn có 199 nè cả nhà. Cái mẫu đầm này mặc lên da trắng bóc luôn. DA1329 nha cả nhà ha. Đây phối thêm cho mình nè, ba cái nút nè, viền đá xung quanh. Đầm có túi nè và phong chuẩn đẹp cho mình luôn ha. Màu đỏ đô ngắn tay. Màu đỏ đô ngắn tay. À cái mẫu đầm này là 1333 chị ơi. Mẫu này bây giờ cũng cháy hàng. Còn có size M, size
1333 còn size M, size L và size 2X mà còn mấy cái nha. Đó, chị nào ưng thì mình lên đơn giá ngày hôm nay sẽ là 299, phải này phải phi tuyết nha, phải này đẹp nè, mặc mát cực kỳ luôn á. 1333 đạo đô, sang lắm, các chị nhìn cái cổ coi, cái cổ này mặc lên rất là đẹp nha. Rồi, đầm em đang mặc trên người nè. Mã này là DA1329 và giá ngày hôm nay em chốt sale luôn cho mình chỉ có là 199.000 đồng thôi nha cả nhà. Từ 40 kg nè đến tầm khoảng là 65 kg là mình mặc vừa. Chị nào mình ưng mẫu này các chị cứ lên đơn hàng để dùng em nha. Form chuẩn luôn, phía đằng sau là có dây khóa kéo cho các chị mình nè. À, 40 kg đến tầm 65 kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Rồi chị nào mình ưng mẫu đầm này các chị cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chừa hàng chừa size. Mã này là DA1329 nha cả nhà ơi. 1329 và kèm cho em số điện thoại luôn. Chỉ có giá là 199k thôi. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chừa hàng chừa size liền trên like cho cả nhà mình nha. Mã này là 1329 nha cả nhà, vải này mặc rất là mát, êm, có co giãn cho mình luôn. 40 kg đến 65 kg vừa. Rồi chốt đơn liền nha cả nhà. Bây giờ chuẩn bị em sẽ lên thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa đây ạ. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt liền dùm em luôn. Rồi ưng mẫu nào các chị lên đơn sớm nha các chị. Đây em có cho mình thêm một cái mẫu đầm này màu hồng. Nãy có chị hỏi em lên mẫu này mà em quên chưa có mặc nè. Vậy em sẽ mặc lên cho mình xem thử nha. Mã này là 1366. DA1366. Đây nha cả nhà ơi. 1366 nha. Có cái dây này là dây rời nha cả nhà. Đầm này á, em sale luôn trên live với giá chỉ có là 259 thôi. 259 thôi nha cả nhà. Mã này là 1366 là màu hồng. Em còn có cái màu da nữa nha. Em còn có màu da nữa là 13665 nè các chị. Rồi, chị nào mình lấy thì mình lên đơn luôn. Em chốt cho mình là chỉ có giá là 259k mẫu đầm này. Rồi lên đơn liền nha cả nhà ơi. Hai màu nào cũng xinh hết trơn các chị. Nói chung là những cái mẫu này nè dễ mặc, các chị trẻ tuổi nè cũng mặc được, các cô trung tuổi cũng mặc được, và mình mặc đi làm, mình mặc đi tiệc hay là mình mặc đi chơi đều ok nha cả nhà. Ở đây em phối cho mình nút ngọc luôn, xịn sò luôn nè. Mẫu này đẹp nè. Em mới mua 299k thôi. Em cảm ơn chị Thùy Thanh Ngô rất là nhiều. Đó cả nhà thấy chưa, mẫu đầm này bình thường các chị mua toàn 299, hôm nay các chị mua được có 259, mà bây giờ chị nào mà không mua nữa là em thua các chị mình luôn á, quá rẻ luôn rồi nha cả nhà. 259k thôi, lên đơn liền giùm em nè. Rồi có đầm cổ đức không hả chị, để tí nữa em kiếm ra có mẫu nào không em lên cho mình nha. Màu da là 1365 và màu hồng là 1366. Đó, chị Thanh Ngô mua rồi, chị Thanh Ngô khen đẹp nè, mà chị Thanh Ngô mua là 299, còn hôm nay các chị mua có 259 à. Lưu ý giúp em với chương trình sale này em tổ chức đúng trên live, không áp dụng bên ngoài đâu nha cả nhà. Bây giờ mà bình thường các chị mua tại shop, cho dù đến shop mua cũng là 299k luôn. Mà khi các chị lên đơn hàng ngay lúc này, mình sẽ được chốt là 259.000 đồng. Cái vải này là vải cô tông lạnh nè cả nhà. Cái vải nó dày dặn nhưng mà nó mềm mịn. Nó mềm mịn, nó êm cho mình và nó mát cho mình ha. Không hề khó chịu, không hề bị cứng đâu nha. Rồi, ai lấy mẫu nào các chị lên đơn liền dùm em nha. DA1366 là màu da và 136 nhầm 1366 là màu hồng, 1365 là màu da nha cả nhà. Chị nào lấy đặt hàng sớm dùm em nha. Chị nào lấy nhanh tay luôn các chị ơi, đừng đặt trễ quá hết chương trình sale, rất là tiếc nha. Đây, cổ vét. Nói chung là những cái mẫu đồng cổ vét là không bao giờ bị lỗi thời hết. Các chị mặc dịp nào cũng được cả. Rồi, màu da các chị ghi cho em là 1365 và màu hồng là 1366. Sẽ có hai màu cho mình để mình lựa chọn luôn. Và em sale ngày hôm nay cho mình chỉ có giá là 259k thôi nha. Rồi. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em nè.
Rồi sale luôn giá 259k, chị nào mình ưng đặt hàng liền giùm em. Ngay lúc này để em chừa hàng nha. 1365 là màu da và 1366 là màu hồng nha. Chuẩn bị nha này. Rồi, sao mọi người. Rồi sale luôn giá là 299. Ưng mẫu này các chị lên đơn liền giùm em ngay bây giờ nha, để em chừa hàng luôn nha. 259, 259k nha cả nhà. Ưng mẫu này các chị cố gắng mình đặt luôn, đừng đặt trễ quá hết chương trình sale nha. Ủa mà còn có 5 mẫu thì sao? Hả? Đây là bài bài mới à? Để chút nữa. Rồi chị nào lấy ra hàng sử dụng em nhớ chia sẻ like dùm em ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Màu hồng 1366 và màu da là 1365, chốt luôn với giá chỉ có là 259 nha. Rồi tiếp tục em có cái váy này cho mình, hôm nay sale có 249k thôi ạ. Màu này là màu nền màu vàng có hai màu cam, nhìn rất là trẻ luôn. Chị nào thích mặc trẻ, thích mặc trắng da thì nên chọn em váy này nha. Hôm nay em sale cho mình với giá tiền là 249.000 đồng nha cả nhà. 249k. Em lẻ size mất tiêu rồi, mã số là 1317. Rồi em còn hai size nha, 55-65kg, 55-65kg mặc vừa cho em nha. 1317 kèm số điện thoại. Chất lụa chị ơi, váy này là váy lụa nha. Lụa nè, nền vàng, hoa cam nè. Đó, chị nào thích váy hoa em có váy hoa. Hay là thích váy trơn, váy trơn cũng có đầm trơn luôn. Nói chung là nem nhiều kiểu lắm. Thích đầm trơn, đầm hoa, đầm ôm, đầm xòe gì đó thì cứ comment cho em biết rồi em lên cho các chị coi nha. 1317 kèm số điện thoại cho em nha. 1317 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà, tranh thủ vào đặt sớm nhé. Có gì bên em hỗ trợ cũng như là tư vấn size cho mình nè. Rồi tiếp tục, chị nào thích sản phẩm nào phía sau lưng của em gặp hoa màu gì, nền màu gì đó thì cứ comment ở phía dưới nha. 1317 còn size nào em? Dạ còn hai size chị yêu ơi. Em còn hai size là size XL và size 2X. Để em chia ra hai xào cho mấy chị dễ lựa ha. Bên xào hoa, bên xào trơn nha. Để cho các chị dễ xem, dễ lựa. Mình thích cái trơn thì có cái trơn. Thích đầm hoa có đầm hoa nè. Đầm ôm kim tuyến nè. Đó, có đầm ôm kim tuyến, đầm hoa hòe các kiểu luôn. Sọc caro hoa các kiểu cho mình luôn nè. Hoa đỏ nè, sọc caro nè. Đó, thích coi cái nào nói em biết nha. Nhiều lắm, để em trưng mấy cái đầm trơn phía bên này cho mình coi thử. Rồi bây giờ em đang mặc là 1317 xong chim khiển mẫu nha. 249.000 đồng chị yêu ơi, có 249k là có cái váy hoa xịn sò mặc rồi ha. Giá rẻ hàng chất lượng cho các chị mình luôn. Nhanh tay cáo đơn nha, hàng hôm nay là đa số là lẻ size hết trơn rồi. Đem mặc lẻ size nè, về 4 size mà giờ còn có 2 size là XL với 2X thôi. Size M hết, size L hết, đó lẻ size rồi. Em sale cho mình luôn 249.000 đồng nha cả nhà, 249.000 đồng. Chị nào chưa có cứ đặt hàng cho em nha. 1317 các chị nha, 1317. Chất liệu này sẽ là vải lụa nha, vải lụa xòe, nền vàng hoa cam, khóa kéo phía sau lưng. Nền vàng hoa cam khóa kẽ phía sau lưng nha. Nhanh tay có đơn chậm tay là hết các chị yêu nha. Một ba một bảy nè, em chốt đơn cho chị nhé. Dạ ok chị Vân Vương luôn ha. Chị nào đặt hàng cứ comment phía dưới cho em nha. Một chút nữa có nhân viên bên em gọi điện thoại hoặc là nhắn tin để mà tư vấn size cho mình á. Thì các chị nhớ để ý giúp em cái điện thoại mình, có ai nhắn tin hay là có ai gọi điện không nha. Rồi 1317 bây giờ em chuyển mẫu à. Để em xíu nha, em mở comment cái chị hiện thêm một cái nữa. Lâu lâu nó bị đứng máy không thấy comment cái chị nhảy gì hết trơn. Rồi 1317 kèm số điện thoại cho em nè, 249k luôn. Váy trơn đúng không chị? Váy trơn ha. Trơn để em coi coi, mình thích đầm ôm không hay đầm xòe? Tại vì chuyến này là em có đầm trơn xòe nè, đầm ôm xòe luôn, đầm ôm đuôi cá, đầm ôm bình thường luôn. Đó, nhiều kiểu lắm. Để em coi kiếm cái nào trơn trơn giá rẻ trước nha. Đầm trơn mà giá rẻ thì em có cái váy này. Đuôi cá màu đen, hai chất liệu có kim tuyến lấp lánh cho mình luôn, nói chung xinh lắm. Đây để em xíu nha. Rồi em lên đầm kim tuyến cho các chị coi thử cơn không nè. Kim tuyến lấp lánh, chất liệu này có co giãn cho mình luôn. May dạng đuôi cá đính ngọc trai phần eo nè. Đây là 1326.
Đây các chị nha, đầm ôm đuôi cá màu đen này của đợt trước là làm sale rẻ cho mình xíu ha. Váy này em có từ hồi trước Tết rồi, cái mẫu này em về hồi được trước Tết rồi. Hôm nay coi như là qua đợt em sale luôn. Rồi em chào chị Lan Ngọc nha. Đây, đây sẽ là mã số 1326. 1326 em còn 4 size luôn nè. Ui hên quá, hôm nay có full size các chị ơi. 1326 hôm nay có full size, có 199k thôi hả. Chỉ có 199.000 đồng thôi các chị xem lấp lánh nè. Nhưng mà màu đen á, mỗi lần em mặc cái nào màu đen lên nó bị là đứng gần thì nó bị chóa đen quá, mà đứng xa thì không thấy được cái kiểu đầm. Đó, mỗi lần like màu đen nó hơi khó một chút với chị xem đỡ nha. Có 199.000 đồng luôn, 199k váy đang mặc luôn. Chị nào chưa có lên đơn giúp em, mã số là 1326. 1326 kèm số điện thoại cho em nha. Đầm ôm đuôi cá chị ơi, cái này là ôm đuôi cá nè. Chất liệu Ataxi kim tuyến, chất này là vừa co giãn mà vừa lấp lánh. Đó, chị nào mê đầm co giãn mà thích có lấp lánh chút xíu thì hả có thể mua chất này thử nha. Ataxi kim tuyến 1326. 1326 kèm số điện thoại. Em còn full size luôn nha. Chị Nguyễn Trang lấy 1326 nè. Chị Thu Thủy, đầm em mặc bao nhiêu tiền? Đầm em mặc chỉ có 199k thôi trong thời gian live stream. Mua trong live này là 199 nha. Tắt live sẽ về lại giá cũ là 300. Chị nào mua chậm có nó về 300. Mua bây giờ còn 199k thôi hả. Vừa co giãn mà vừa lấp lánh luôn. Đính ngọc trai bên hông eo nè, xếp ly ngay phần eo nữa nha. Chất có lấp lánh nha các chị, có kim tuyến nè. Đó, ở ngoài nhìn sẽ đẹp hơn nha, trong like nó hơi bị chó đèn quá. Chị Linh Lê lấy 1326 đầm của em ha. Size M có, chị full size, đa số là size nhỏ. Cái váy em đang mặc cái váy em đang mặc đa số là size nhỏ nha. Size lớn em cũng còn nhưng mà hơi ít á. Size XL với size 2XL em có chưa tới chục cái đâu, mà size nhỏ thì em còn được 2-30 cái lận. 1326 kèm số điện thoại cho em. 1326 hôm nay sale với giá tiền là 199.000 đồng luôn. Chị nào lấy thông tin lại sớm giúp em ha, mã số sản phẩm, số điện thoại cho em, rồi có gì bên em sẽ liên hệ tới cũng như là tư vấn size cho mình nha. 1326 đầm đen kim tuyến nè, may dạng là ôm đuôi cá nè, đuôi cá phía dưới là may vạt xéo nha, bên cao bên thấp. Để em có công nhận hàng với chị bảo em là sao đầm may không đều nữa. Cái này là cái kiểu may nha cả nhà, đuôi cá vạt xéo. 199k, 199.000 đồng chốt cho chị Mimi nè, 1326 nè. Chị Ngọc Trương lấy 1326 váy của em nè. Rồi còn chị nào nữa không? Nhớ là chia sẻ like nha. Em thấy được chia sẻ không tăng là nhiều chị không được chốt đơn đâu. Phải chia sẻ live stream này thì bên em mới có thể chốt đơn nha. Rồi tiếp tục bây giờ em lên cho các chị xem thêm một em váy nữa. Em váy nào bây giờ ta? Nhiều váy quá không biết mặc cái nào cho mấy chị coi luôn á. Rồi em lên cho các chị xem thêm một em váy hoa nữa nha. À cái váy hoa này hồi nãy mặc rồi mà có chị khách hỏi có hoa to không nè. Đây có hoa to luôn, 1337 đây, váy lụa. Váy lụa hoa mồ nô to to này luôn nè, đang sale có 259 thôi. 259.000 đồng, 65kg độ về cho em, váy này full size. Váy này em có full size cho mình luôn ha, 1337, chất liệu là váy lụa. Em chào chị Quốc Thịnh nha. Rồi 1337 đang sale còn 259.000 đồng, mềm mát. Vải này cũng không có nhăn luôn, cũng không có mỏng luôn, nói chung mặc thoải mái lắm. Không nhăn không mỏng luôn, chị nào thích thì lên đơn ngay cho shop nha. Rồi à, có gì bên em sẽ liên hệ cũng như là tư vấn. Ui yeah. Bên em có thể liên hệ cũng như là tư vấn size cho mình nha cả nhà. 1337. Để em xíu nha. Rồi, 1337 kèm số điện thoại cho em nha. 259.000 đồng thôi ạ, 259k. 65kg độ về cho em là vừa nha cả nhà. Chị nào lấy thì lên đơn giúp em ha. 1337, chất này là chất lụa chị ơi, không co giãn nhiều rồi. Đầm lụa thì nó chỉ có độ co giãn nhẹ thôi ha. Với lại em may form chuẩn thôi. Nên là thành ra cỡ tầm là 65kg độ về hoặc là eo 84 độ lại cho em ha. Eo 82 hoặc eo 84 độ về cho em thì mới vừa nha. 1337 sale còn 299.000 đồng. À quên, 259.000 đồng. 259k nha cả nhà. 1337 259k. Chị Nguyễn Lan, chị 52kg vừa không em? Vừa chị, cái váy này vừa nè, em có full size luôn. Chị nào dưới 65 cứ lên đơn cho shop nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em.
váy lụa xè nền đen hoa màu nâu, cũng gọi là hoa to to đó. Hoa to to cho mình nè. Ai thích hoa to chọn thử giúp em cái váy này ha. Mặc rất là êm mát luôn. Ủa? Mặc rất là êm mát luôn các chị yêu nha. 259k thôi ạ. 1337. Chị Hoàng Vy lấy 1337 cho chị size L rồi, ok chị yêu luôn. Mình nhớ là chia sẻ like cho em nha, 3 lần mỗi chị nha, để chốt đơn với giá giảm. Ai chưa có mẫu đầm này thì ngay bây giờ thông tin ở phía dưới giúp em. Thứ nhất là mã số nè, thứ hai số điện thoại nha. Và cũng như là các chị nhớ là để ý điện thoại, có nhân viên gọi điện thoại hay là có người nhắn tin thì mình trả lời giúp em ha. Rồi, thôi bây giờ bài live em sẽ lưu lại nha. 1 phút nữa sẽ có live stream mới, các chị vào đón xem cùng với em nha.